Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Traffics. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuỗi chủ đề về Daily Outlook, nhận định thị trường hàng ngày, ngày 19 tháng 1 năm 2022. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Rồi, trong đầu danh sách chúng ta sẽ xem tiếp, xem lại cái Dollar Index. Hiện tại thì Dollar Index hồi rất là sâu. Hồi rất là sâu thì quan điểm của mình vẫn giữ nguyên về việc là thị trường vẫn còn một lần xuống nữa nha. Đây là về mặt là chúng ta thấy được cái cấu trúc nó có thể làm gì dựa vào các nguyên tắc về WXY và ABC. Còn chúng ta lập kế hoạch như thế nào là một câu chuyện khác. Chẳng hạn như bạn là một trader muốn giao dịch theo chiều hướng xu hướng tăng ở cặp này và bạn chỉ tăng thôi, thế thì bạn mới tự nhủ với lòng là mình chỉ mua thôi, mình không có bán ra gì cả, thì bạn sẽ có kế hoạch nó khác biệt với những các bạn khác. Chẳng hạn như là bạn sẽ mong chờ thị trường hoặc là hồi lại có key level để bạn mua lên, hoặc là thị trường cứ bay thẳng lên tạo nên một cái xu hướng rõ rệt thì lúc đó chúng ta sẽ bám theo xu hướng. Đấy, thì tùy vào cái kế hoạch của bạn. Vì vậy khi mà bạn nghe video và mình hướng dẫn về cái cấu trúc thị trường thì chúng ta sẽ biết được những cái cấu trúc cũng như là cái khả năng mà thị trường có thể xảy ra. Nhưng cái việc lập kế hoạch giao dịch thì phải là tùy vào mỗi người nha. Thông qua cái việc mà hướng dẫn như thế này thì thỉnh thoảng mình có lập dùm cho các bạn, thì các bạn nghe xem phần nào nó hợp với lại bản thân, là mình là loại trader nào thì các bạn có thể sử dụng luôn cũng được. Chẳng hạn như mình nói rằng thị trường Dollar Index tiếp tục sẽ tăng, nhưng hiện tại sẽ không tăng từ bây giờ, tại vì mình không biết là thị trường sẽ tăng từ bây giờ hay là xuống lần nữa. Mình không biết cái điều này, đây là chỗ khó. Nên mình mới mong chờ thị trường phá đáy một lần nữa thì mình mới có chỗ để mà mình mua và mình stop loss nó tốt hơn. Đấy, nó khác nhau ở cái chỗ là mình khẳng định rằng đây không thể nào tăng được, mình không làm điều này nha. Vậy thì Dollar Index thì hiện tại động lực vẫn còn tăng này, quên, vẫn còn đúng rồi, động lực thị trường vẫn tăng cho xu hướng giảm. Vậy thì chúng ta vẫn chưa vội mà bắt đáy chỗ này, trừ khi là thị trường có thêm sự gợi ý. Nên hiện tại cặp này vẫn chưa biết di chuyển như thế nào nha. Euro tương tự như vậy, tại thời điểm này mình mong chờ thị trường lên một lần nữa để gợi ý rằng thị trường đang mất đi động lực thông qua cái divergence trên này. Nhưng thị trường lại không di chuyển lên. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn giữ nguyên quan điểm này nha, không thay đổi. Vậy khi nào chúng ta sẽ thay đổi quan điểm này? Đó là khi chúng ta đang nhìn vào cái WXY này. Đấy, có key level của X này bị phá vỡ. Câu hỏi đặt ra là key level của X nằm đâu? Cái này nó liên quan đến cái việc là key level nằm đâu thì chúng ta sẽ xác định rõ và chúng ta sẽ quyết định được cái thời điểm mà chúng ta sẽ bán cũng như là ngưng tìm mua. Nếu các bạn trả lời là WX như thế này, Y như thế này, vậy thì cái điểm bắt đầu của sóng Y nó là sẽ nằm ở đây và cái điểm X sẽ nằm ở đây. Vậy thì chúng ta kéo một hàng ngang qua như thế này, nhưng mà ở đây nhìn rất rõ. Còn trong trường hợp này chúng ta không nhìn rõ. Không nhìn rõ thì có hai hướng. Thứ nhất á, là dựa vào trên kinh nghiệm cá nhân thì chúng ta sẽ cố nhìn, gọi là cố nhìn. Trong quá khứ chúng ta đã từng thấy mô hình này chưa, nó đã xuất hiện ở tại đâu, rồi nó cái hình dạng thực sự của nó như thế nào, mình có gọi tên được mô hình nó không. Đấy, đó chính là các bạn việc cố gọi. Cố gọi đây thì sẽ có rất nhiều cái phương án trái chiều. Chẳng hạn như những cái bạn mà am hiểu về cấu trúc thị trường, bạn sẽ cãi. Cãi thì hơi quá, gọi là tranh luận thôi. Chẳng hạn như bạn gọi đây là một cái X này, đây là một cái vùng X. Vậy thì đây chính là cái key level, thị trường sẽ tăng trưởng lên. Nhưng bạn kia nói không, bạn kia nói là tôi học về mô hình lâu năm rồi, tôi thấy đây mới là X. Đây, X nằm cao hơn, phá cái key level này là được rồi chứ không phải phá key level dưới. Đấy, rồi có bạn lại bảo ok mô hình nó nằm như thế này. Mình đang cố gắng vẽ bừa nha, vẽ chày vẽ cói để mình lập luận. Đấy, X nó nằm như này thì key level nằm đây mới đúng. Vậy thì đây sẽ là cái của thị trường và đây sẽ là cái key level. Đấy, có ba luồng tư tưởng với nhau. Mình chưa nói đến cái việc bạn nào đúng, nhưng chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc rằng dù cho một trong ba bạn đúng đi chăng nữa, và bạn cũng sẽ đồng ý với mình rằng nếu thị trường cắm thẳng xuống phá cái ông này, thì dù cho cái ông này không là key level mà thực chất ông trên mới là key level, thì key level cũng đã bị phá vỡ. Vì vậy chúng ta sẽ giữ cái nguyên tắc là chúng ta sẽ bám vào những cái điều rõ ràng, là chúng ta sẽ bám vào cái điều này trước. Chúng ta sẽ giả định rằng đây là cái điểm X của thị trường và đây là key level của thị trường, chắc chắn phải là key level.
Đấy. Vì khi đây chúng ta cho là key level thì dù trên thực tế cái điểm nào khác đi chăng nữa là key level thì nó cũng đã bị phá vỡ rồi, vì đây là điểm thấp nhất của thị trường. Do đó chúng ta sẽ không cần phải tranh luận xem ai là người nói đúng về key level nữa, mà chúng ta cứ việc sử dụng thôi. Đấy là cái hướng đầu tiên mà chúng ta sẽ tư duy. Cái hướng thứ nhì là chúng ta sẽ giả định rằng cái vùng này là key level. Vậy thì khi giá phá vùng này, chúng ta sẽ sử dụng như đây là một cái key level nhưng khác với lại cái cách sử dụng bên dưới. Cách sử dụng bên dưới thì chúng ta đã chắc chắn rằng đây là key level. Còn ở bên trên này chúng ta đang giả định đây là key level. Vậy khi chúng ta sử dụng một điều giả định thì chúng ta phải lật lại cái nguyên tắc, đó chính là giả định những điều không rõ ràng và bám víu vào những điều rõ ràng. Tức là đã sử dụng cái điều này rõ ràng, không rõ ràng rồi thì chúng ta buộc phải chờ thêm một vùng hồi rõ ràng có key level xác nhận rằng xu hướng sắp xuống và không phải stop loss trên này mà là stop loss trên này để chúng ta bù lại cho cái tính không rõ ràng của việc sử dụng key level này. Đấy, đây là cái lối tư duy mà mình đã hướng dẫn trong các khóa học. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Vậy thì cái cách sử dụng tới thời điểm này chưa có một cái key level này bị phá vỡ nên chúng ta cũng chưa mở ra một cái cuộc tranh luận vội giữa cái việc là đâu sẽ là nơi cuối cùng của việc chúng ta dừng tìm buy. Nếu key level sớm nhất này bị phá vỡ thì chúng ta sẽ lật lại vấn đề này và chúng ta nói, còn không thì cứ đứng ngoài thị trường. Và chúng ta sẽ mong chờ thị trường lên một lần nữa và đây sẽ là key level. Đấy. Vậy thì Euro mình vẫn giữ quan điểm là thị trường đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa kết luận được bất kỳ điều gì về việc là xu hướng xuống, mặc dù chúng ta biết là xu hướng xuống vẫn đang thống trị thị trường. Vậy thì nếu chúng ta vào lệnh ngay thì chúng ta lại không biết được đây có phải là đỉnh hay không. Nên chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ mong chờ thị trường phá những cái key level này giống như chúng ta vừa bàn luận. Thứ hai là chúng ta sẽ xuống khung thời gian thấp hơn chúng ta trade bằng cách là mong chờ một vùng hồi. Và chúng ta biết được rằng đây là vùng hồi. Vậy thì vùng hồi thì phải di chuyển xuống trừ khi nó là một cái chuyển động giá lên. Vậy làm thế nào là phân biệt được đây là chuyển động giá lên hay là một vùng hồi? Nếu chuyển động giá lên thông thường á thì nó sẽ di chuyển khá là mạnh như thế này. Đấy. Thông thường nha, nhưng không phải luôn luôn như vậy mà thỉnh thoảng thị trường vẫn có thể di chuyển như này. Đấy, nó rất là chậm, nhìn nó giống như là một vùng hồi vậy đó, sau đó cuối cùng nó bật ngược lên. Đấy. Và một vài hình dạng nữa là thị trường nó cứ bò lên như này. Nó cứ bò lên, nhìn nó giống như vùng hồi nhưng mà nó cứ bò lên chậm 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 và bò lên. Đấy, nó rất nhiều hình dạng. Nhưng mà tự chung của những hình dạng đó đó là gì? Nó có cái đặc điểm gì để bạn phân biệt được đây là một vùng giá lên và giá sẽ lên thẳng hay là đây chỉ là đang là một vùng hồi và giá sẽ cắm xuống? Cái đặc điểm để phân biệt giữa hai điều này đó chính là bạn sẽ thấy cái vùng giá lên này nó không phá key level. Nó không phá key level. Còn nếu đây là vùng hồi thì nó sẽ bắt đầu nó phá key level và nó cắm xuống nếu nó thực quả thực là vùng hồi. Đó là điểm khác biệt. Và một cái điểm nữa cần lưu ý là khi bạn cho rằng đây là một vùng hồi và đó là lý do duy nhất. Cái việc cho rằng này là dựa trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy một vùng hồi di chuyển khá chậm, nó có key level và key level bị phá vỡ. Dựa vào chỉ từng đó cái dữ liệu thôi, chúng ta cho rằng thị trường di chuyển xuống. Vậy thì nó chỉ có thể di chuyển xuống được tới vùng đáy cũ mà thôi. Chứ nó không báo hiệu được bất kỳ một cái đặc điểm nào về việc là thị trường phá những cái đáy tiếp theo. Đó là cái bất lợi của việc chúng ta sử dụng một cái dữ liệu một cách độc lập. Hiện tại chúng ta vừa sử dụng dữ liệu là mỗi cái này là vùng hồi thì chúng ta mới phải bị cái tình trạng như vậy. Vậy thì nghe thì có vẻ như nó hơi khó nhưng mà là một thời gian nữa thì các bạn sẽ quen. Các bạn học viên thì biết cái cách làm rồi ha. Ok, vậy thì lệnh này là lệnh khó nha. Nếu các bạn nào mới thì hãy là đánh 0,01 thôi hoặc là đánh demo thôi để các bạn quen với khái niệm này đã. Khi mà hiểu được cái khái niệm mà mình vừa nói thì các bạn hãy bắt đầu vào lệnh tốt. Còn những cái lệnh tốt, lệnh nào mình khuyến khích vào, chẳng hạn như những con màu xanh lá cây này, mình khuyến khích vào thì các bạn muốn vào theo kiểu cá nhân thì các bạn cứ việc vào vì nó rất dễ xử lý, nó chỉ có một cách làm. Còn những cái trade như thế này nó khá là nhiều cái rủi ro vì cần phải có một cái kiến thức nền.
Rồi, GU. GU. GU thì chúng ta biết là thị trường vẫn còn cái cấu trúc xuống, nhưng mà chúng ta lại không đủ điều kiện để chúng ta kết luận. Vậy thì đủ điều kiện là sao? GU chúng ta muốn biết thị trường mà giá xuống thì chúng ta phải cần một cái mảng kiến thức, đó chính là cái ABC, nó mới báo hiệu được rằng đâu là đỉnh của thị trường. Vậy khi có ABC thì chúng ta biết đây là key level và loanh quanh đây sẽ là vùng đỉnh, thì chúng ta mới biết đường mà thứ nhất để vào lệnh. Và lệnh đây là có cơ sở để vào lệnh, cái đó mới quan trọng. Cái thứ nhì nữa là có nơi để chúng ta stop loss. Còn ở đây khi chúng ta muốn bán thì chúng ta lại không biết được đâu là key level, không biết được là thị trường mất đi động lực chưa. Mặc dù khi chúng ta phân tích ở daily, cái này là phân tích cũng khá là lâu bên weekly outlook rồi ha, là hình dạng của cái cặp này chúng ta suy ra được từ cái con GZ này. Thị trường cắm xuống mạnh, nhớ bên USD Yen không, thị trường cắm xuống mạnh sau đó bò lên thì thị trường sẽ làm gì? Thị trường sẽ cắm xuống một lần nữa. Vậy thì trong GZ chúng ta sẽ biết được thị trường sẽ cắm xuống một lần nữa, tương tự như cái kiến thức mà chúng ta sẽ sử dụng trên USD Yen đấy. Vậy thì khi đó thị trường sẽ còn một lần nữa như thế này. Chúng ta biết được cái điều này thông qua cái cặp là GZN. Vậy thì bên GU này chúng ta lại không có cái điều đó. Chúng ta không có điều đó, nhưng chúng ta biết được thông qua con GZN này. Vì sao? Vì trong USD Yen chúng ta đang thấy một cái cấu trúc giá tăng khá là rõ rệt. Đấy, chưa có một cái tín hiệu nào mà giá sẽ giảm cả. Và tỷ lệ cao là con Yen nó sẽ tiếp tục lên tới tầm khoảng 1.22.5 này, loanh quanh vùng này. Vậy thì điều gì khiến cho GZN sập đây? Chỉ có thể là GU. Nhờ vào kiến thức về liên thị trường thì chúng ta mới đoán ra thôi, chứ chúng ta chưa có một cái lý do cụ thể nào. Vì vậy chúng ta vẫn biết được là con GU này có một lần sập xuống, nhưng chưa biết cụ thể là khi nào nó sập. Vậy để biết cụ thể thì chúng ta cần phải có những cái key level. Đây là key level này, đấy chưa? Đấy, có key level này. Thị trường chính xác ở đây chính là đoạn này. Chúng ta biết thị trường có thể sập xuống, chưa nói đến trung hạn, dài hạn hay gì cả, nhưng thị trường sẽ sập. Nhưng tại đây thị trường có sập không? Các bạn nhìn này. Đây cụ thể luôn nha. Xem lại đoạn này. Đấy, chúng ta thấy thị trường di chuyển lên. Chúng ta muốn bán nó nhưng mà không bán được vì thị trường đã mất đi động lực đâu. Thị trường đang có động lực tăng trưởng này. Đây, thị trường tăng này. Đấy, thì có những đoạn sập nhỏ trên thế này, đừng có FOMO, đừng có nhảy vào vội nha. Rồi thị trường nó hồi lại. Mà hãy để thị trường nghỉ, đấy, nó phá đỉnh một lần nữa. Thì lúc này nó tạo cái gì? Nó tạo nên key level và chúng ta sẽ nhảy vào. Đấy, khi key level bị phá vỡ. Key level này cũng được, còn đây là key level để sell sớm này. Đây là key level để sell sớm này, các bạn thấy không? Đấy. Vì khi chúng ta xuống khung thời gian thấp hơn, xuống thử nha. Xuống H1 chứ, sao bấm H2 vậy? H1 này. H1 thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái divergence, thấy chưa? Đây nè, 1, 2, 3. Trong cái số 3 này có là 1, 2, 3. Tương tự như vậy là A, B, C. Trong đó là A, B, C. Phá key level và chúng ta tìm lệnh sell sớm. Tỷ lệ thắng thấp hơn nhưng mà sell sớm. Còn key level chính của thị trường nằm đây. Đấy. Vậy thì khi có key level thì chúng ta mới được thị trường gợi ý rằng nó sẽ có khả năng là di chuyển xuống. Thấy chưa? Đấy, xóa bớt nha. Rồi, quay trở về thực tại. Giá chỗ này nó chính xác giống như cái cách mà giá đang nằm đây. Chúng ta có khả năng đoán là giá sẽ xuống, nhưng chưa kết luận được giá xuống ngay bây giờ hay là lên lần nữa rồi mới xuống. Mình không hề phủ nhận cái việc là thị trường có thể cắm xuống, nhưng chúng ta cần chọn cái tư duy cho tốt. Vậy nếu thị trường mà lên một lần nữa, chúng ta có cơ hội rất tốt giống như ở đây. Chúng ta biết nơi để vào, chúng ta có nơi để stop loss, chúng ta có căn cứ để vào. Còn hiện tại các bạn mà thấy thị trường tự nhiên sập xuống, bỏ lỡ cơ hội, thì các bạn nên tập cái thói quen này đi, bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Vì đây hoàn toàn là hên xui. Đây là hên thôi.
Còn có những lần đúng cái vị trí này, đúng cái thị trường này, cái bạn vào thì lại xui. Vậy thì 50-50 thì chúng ta không nên vào. Chúng ta đâu có lý do để vào đâu. Nên tại chỗ này các bạn nên chờ thị trường tăng trưởng một lần nữa. Có key level thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tìm sell. Các bạn hiểu chưa? Vậy thì con này đứng ngoài thị trường. Nhưng cặp này khá là mạnh nha. Cái lần sập này lại khiến cho cả dãy này sập xuống này. Rồi, New Zealand. Mấy cái này cũ rồi xóa đi hết nha. New Zealand chúng ta vẫn đang nằm ở dưới đáy của thị trường này. Chúng ta có cái thông tin rằng thị trường có thể sập xuống một lần nữa. Chúng ta sẽ bán cái đoạn này. Vậy thì khi nào chúng ta bán được? Hiện tại thì key level nằm đây. Các bạn chú ý key level nằm đây. Chúng ta phân biệt được giữa trường hợp là có cấu trúc để sell và cái target của cái cấu trúc sell đó nằm ở đâu. Khi chúng ta có cái cấu trúc để sell sau khi phá key level như thế này, nhưng chúng ta sell xong chúng ta nhắm tới đâu? Vậy muốn biết nhắm tới đâu thì nó phải là cái mục tiêu tối thiểu của chúng ta. Thị trường sẽ quay xuống như này, phá cái đáy này. Vậy sau khi phá cái đáy này thì chúng ta không còn manh mối về thị trường sẽ di chuyển về đâu nữa, Đây là thị trường tối thiểu, đây là target tối thiểu. Thị trường có thể di chuyển xa nữa, mình không phủ nhận điều này. Và mình cũng không biết là nó có xảy ra hay không, nên mình sẽ không dám nói về việc này. Nhưng mình biết là thị trường sẽ là một cái điều tối thiểu là phá đáy. Vì sao? Vì thị trường đang đặt trong một cái tương quan lớn hơn, là nó đang có thể là hoàn thành cái cấu trúc sóng ở chỗ này. Và đây sẽ dừng lại ABC, hoàn thành xong cái sóng 5 chỗ này. Và thị trường bắt đầu đảo chiều. Đấy. Vậy thì việc chúng ta làm là biết New Zealand xuống nhưng chưa hẳn là sẽ sell con này, mà hãy sell những cái con tốt hơn ở đây, hoặc thậm chí là buy GN hoặc thậm chí là buy N nếu có cấu trúc. Đấy, các bạn hiểu chưa? Vậy đây là một key level khá là tốt nha, các bạn đừng bỏ qua key level nha. Mình thích cái trade này. Sau khi phá key level này mình sẽ nghiên cứu xem là nên vào con này hay là những cái con nợ khác. Rồi, USD Chief. Hiện tại cặp này thì theo mình thì không nên trade. Key level nằm đây. Khá là khó. Khá là khó. Không biết được phương hướng chính của thị trường nằm đâu cả. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta đang có một cái vòng sóng hoàn chỉnh rồi. Thị trường phải sập. Ít nhất là phải sập như thế này. Nhưng nó lại chọn cách di chuyển như thế này. Vậy thì cái này nó giống như cái imbo không? Cái này là có giống như imbo không? Thực sự là mình không thấy cái này nó giống như imbo tí nào cả. Vì vậy mình mới nghi ngờ cái việc đây là imbo. Và mình cũng nghi ngờ lay luôn cái việc thị trường có thể xuống. Do đó những cái luồng thông tin nó trái chiều nhau. Nên cái cặp này mình mới nói là khó trade là vì vậy. Trong đây có một cái lệnh rất là ngắn hạn dành cho các bạn, chỉ dành cho các bạn scalping nha. Chỉ dành cho các bạn scalping. Đó chính là các chúng ta có thể sell và key level nằm tiếp bên dưới này. Cặp này sẽ di chuyển xuống này. Key level sẽ nằm ở ở đây. Đấy. Và để cho tăng tỷ lệ thắng, chúng ta nên mong chờ thị trường lên một lần nữa. Thì key level mới nằm ở đây. Tỷ lệ thắng của chúng ta vừa tăng lên mà chúng ta còn có key level mới. Key level mới sẽ giúp chúng ta có một lệnh cao hơn và risk reward sẽ lớn hơn. Vậy thì đây là cái sự đánh đổi. Một là bạn cứ bám theo những cái trade không chất lượng như thế này. Bạn ăn từng loại bíp. Đúng chưa? Hai là bạn tập theo một cái tư duy mà mình hướng dẫn cho các bạn, đó chính là mong chờ thị trường. Hơi bị hoàn hảo chỗ này tí, tức là mong chờ thị trường giá tăng lên thì chúng ta sẽ có một cơ hội đáng để vào hơn, thay vì việc là sợ thị trường xuống nó bỏ mình. Thị trường con này bỏ sẽ có rất nhiều cặp khác, nên cứ việc là đừng đứng ngoài thị trường, đừng có sợ nha. Các bạn phải tập một cái tâm lý là không sợ hết cơ hội trên thị trường. Nhất là các bạn chưa có lệnh nha. Mình quen một cái anh bạn là anh đó rất là khó chịu khi tài khoản của ảnh không có một lệnh nào, tài khoản trắng á, chưa có lệnh là ảnh khó chịu lắm, ảnh nhìn cái con nào cũng muốn vào hết. Và cái bệnh thứ nhì mà đôi khi
mình cũng cái bị cái bệnh này. Nếu mà cái con nó đẹp quá thì mình sẽ cái bị cái bệnh là mình sợ là thị trường đi mất, nó bỏ mình. Vậy thì chúng ta chọn cái tư duy như thế nào mới hợp lý thì mình chia sẻ luôn hơi ngoài lời một tí, đó chính là bạn nên chọn cái loại thị trường phát triển thêm để cho bạn một cái cơ hội tốt hơn, thay vì việc là bám víu vào từng bất kỳ cái loại thị trường nào, bất kỳ cái loại cơ hội nào. Chẳng hạn như cơ hội này mình thấy thị trường có thể di chuyển xuống, nhưng chúng ta nên tư duy là bỏ đi cái cơ hội này, nếu thị trường lên một lần nữa có cơ hội tốt hơn thì chúng ta sẽ vào. Hay các bạn hiểu chưa? Cặp này thì mình đánh giá là tỷ lệ thắng từ thấp cho tới trung bình thôi nha, cái trade này nè. Các bạn có thể scalping được vì động lực ở người bán ngắn hạn scalping nó đang rất là lớn rồi, nên các bạn vẫn có thể scalping được, nhưng mà tỷ lệ thắng từ thấp cho đến trung bình nha, mình đánh giá cặp này đấy. USD Yen thì thay vì nó sập xuống thì nó đang di chuyển như thế này. Mình mong chờ đây là một vùng hồi và mình sẽ có thể là trade lên. Mình biết được xu hướng lên sẽ phục hồi nếu thị trường hồi lại. Nhưng việc mình xử lý cái cơ hội này thì mình lại không nhào vào mình trade cái cặp UJ, mà mình sẽ nhào vào mình trade những cái cặp có trade đằng sau, như Aussie Yen, Chip Yen, Cup Yen, Euro Yen này, Pound Yen này, rất nhiều cặp để trade nếu chúng ta thấy cái cấu trúc lên. Vậy thì chúng ta vẫn dự đoán cặp này, nhưng mình khuyên các bạn là không vào lệnh cặp này nha. Vậy cái mà chúng ta đang mong chờ đó chính là một vùng hồi như thế này và thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đây là cái chúng ta chú ý. Còn sử dụng thì chúng ta lại sử dụng những cặp khác. USD CAD thì quan điểm mình vẫn là chờ một vùng hồi rồi sell xuống, sell ngắn hạn và sell scalping đều được, không có gì khác với lại cái video ngày hôm qua các bạn nhé. Rồi vậy thì cơ hội chúng ta sẽ review một số cơ hội trong tuần. Hiện tại thì thị trường ở đây nó phá đáy rồi, thì chúng ta đang có sự tương đồng giữa việc là giữa cặp Aussie Yen cấu trúc hướng lên. Chúng ta có hai cái ABC lồng vào nhau nhưng chưa đủ các nguyên tắc để chúng ta gọi nó là ABC. Đó chính là lý do chúng ta không label nó là ABC. Nhớ nha, phải đủ các nguyên tắc để label nó là ABC. Xem lại các video trên YouTube về label ABC và WSY nha. Label tức là đánh dấu nhãn ấy. Là cái hành động mà mình đánh dấu đây là ABC nè. Chúng ta chưa đủ nguyên tắc nha, nên chúng ta sẽ chưa đưa vào. Mặc dù chúng ta thấy hình dạng của nó rồi, nên chúng ta sẽ chuyển sang cái mác này là màu xanh xanh dương. Chip Yen thì cần phải phá đáy thì chúng ta mới quan tâm nó, còn không thì hãy kệ nó, cho nó đứng ngoài thị trường. Đó là lý do chúng ta không có cái mác nào nằm đây. Cat Yen thì cặp này khá là tốt nhưng mà chưa phá đáy, cặp này nên để màu đỏ trong danh sách chờ. Euro Yen, Euro Yen này là cái trade này đã khá là sẵn sàng rồi. Nhưng mà sao tự dưng cái động lực nó lại phát triển nha? Động lực có sự phát triển lên xíu này. Đấy, trong cái cấu trúc nhỏ hơn là H1, tức là trong cái mảnh xuống này thì mình cũng thấy động lực là đang có phát triển lên xíu. Đây H1 thì mình cũng thấy phát triển. 1 2 3, động lực phát triển. Trong cái sóng số 3 này cũng có động lực phát triển luôn. Thấy thấy chưa? Vậy thì thay vì trade cái cặp Euro Yen này, mình lại đưa nó vào danh sách chờ, mình thích cặp khác hơn. Cặp này thì nền tảng của chúng ta, nền tảng là WSY. Key level nằm đây. H4, để xem H4 xem. Ok, cặp này trade được. Cặp này tương tự như là Aussie, Aussie Yen nha, lên nhãn xanh hết, chúng ta có thể vào được lệnh. New Zealand Yen này, những bạn nào sell ở đây thì bắt đầu chốt lời cho mình nha. Bắt đầu chốt lời cho mình nha. Thị trường đáng lẽ ở vị trí này, nếu nó muốn duy trì xuống thì thứ nhất con New Zealand phải cực kỳ mạnh. Vì sao? Vì toàn bộ những cấu trúc Yen phía sau đều mang âm hưởng là chúng ta sẽ sắp tăng trưởng một lần nữa. Vậy thì ở đây nó cũng làm hình dạng đó, nhưng chúng ta lại trả cái kết quả về là chúng ta có thể sell được ở cặp này. Vậy thì điều mà có thể làm cho nó cắm xuống đó chỉ là New Zealand Yen.
Đấy, thấy chưa? Nhưng mà New Zealand Gen lại không làm được điều này. Nó khá là chậm chạp. Hiện tại thì ở đây ABC khá rõ ràng này. Đấy, ABC này. Nếu các bạn nhìn trong cái mảnh cuối cùng thì các bạn nhìn đây nè, cái mảnh cuối cùng trong nội hàm mảnh này đánh dấu là cho các bạn dễ hình dung nha. Chúng ta có 3 mảnh, mảnh xuống, mảnh lên và mảnh xuống. Trong mảnh xuống này chúng ta sẽ nhìn sâu vào bên trong thì một lần nữa chúng ta lại thấy key level. Vậy đây là trường hợp easy như Oxygen, hai cái ABC lồng vào nhau. Vậy thì đánh giá mức độ rủi ro mình sẽ xếp đầu tiên cái cặp Oxygen này là an toàn à không? Đi xem lại Oxygen xem. 1 2. Rồi. Cặp này các bạn sẽ chốt lời nha, cặp này hướng đến cái việc chốt lời nha. Cặp này các bạn chốt lời cho mình nha, không có giữ nữa. Rồi, vậy thì sếp đây để cho cái này vào xanh. Đối với mình ngày hôm nay thì mình sẽ cho cặp này lên xanh lá cây. Cái này lên xanh. Cái này mình vẫn giữ là xanh dương và cái này mình cho lên xanh lá cây. Và thứ tự là mình sẽ thích nhất là cái con Oxygen. Và thứ tự thứ nhì thì mình thích thứ nhì là con New Zealand Gen. Và đứng thứ ba là con G Gen. Mình thích con Oxygen này nhất. Vì động lực nó thể hiện rõ là người mua đang chiếm lĩnh thị trường. Vậy thì bạn có thể chọn một trong hai cái key level này, các bạn có thể vào lệnh. Và mình nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần rồi là bây giờ mình xin phép là đánh dấu ABC vào nha. Cứ cho rằng đây là ABC nha. Mặc dù chưa đủ cái nguyên tắc để chúng ta label. Rồi, cái key level mà để khẳng định thị trường tăng hay không là key level màu đỏ này. Cái này thì cho nó màu đỏ đi, cho nó trùng màu. Này thì cho nó màu màu xanh đi. Đấy, ABC đỏ có key level màu đỏ thì đây mới là cái key level khẳng định thị trường đang tăng hay chưa. Nhưng chúng ta không nhất thiết là phải chờ cái key level này bị phá vỡ thì chúng ta mới trade được, mà chúng ta có thể lồng vào bên đó là một cái key level xác nhận nằm đây, nhỏ hơn, ở cấu trúc nhỏ hơn. Chúng ta có thể vào được lệnh khi key level này bị phá vỡ. Cái thủ thuật trade nó sẽ khác với lại cái việc là chúng ta trade trên này. Về tỷ lệ thắng thì tỷ lệ thắng của cái ABC màu xanh nó thấp hơn. Tỷ lệ thắng thấp hơn, rủi ro sẽ cao hơn, mà rủi ro cao hơn đồng nghĩa với việc là risk and reward sẽ cao hơn. Vì chúng ta có một lệnh thấp hơn, mà thấp hơn thì cái risk and reward của chúng ta sẽ tăng hơn nhiều so với việc là chúng ta sử dụng key level trên. Nhưng về tỷ lệ thắng thì ABC trên mới là cái ABC quyết định. Vậy thì căn cứ vào những cái điều mình vừa nói, phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn thì bạn sẽ căn lại cái kế hoạch giao dịch nha. Chẳng hạn như bản thân mình á, nếu mà trade tài khoản cá nhân ấy thì mình sẽ thích về việc là risk and reward nó cao và tỷ lệ thắng nằm ở mức trung bình là mình đã vào lệnh rồi thì mình sẽ lựa chọn trade những cặp này. Còn những mình khi mà mình trade những cái tài khoản quỹ hoặc là tài khoản mà cần có tỷ lệ thắng cao thì mình sẽ bỏ qua cơ hội bên dưới và mình chỉ chọn cái cơ hội bên trên và mình vào lệnh. Đấy, cái ứng dụng của nó là như vậy. Nên công thức thì công thức chung không có, tùy vào mỗi người mà cái cách vào lệnh nó sẽ khác nhau. Vậy thì đa phần mình thấy con Oxygen này là khá là tốt. Oxy chip thì mình vẫn đang có lệnh nha, hôm qua vẫn đang vào thêm một lệnh rồi. Oxy chip vẫn đang nhắm xuống. Vàng thì thật sự mình không thích cách di chuyển này cho lắm. Mình thật sự là không thích cách di chuyển này cho lắm. Tại vì các bạn nên hình dung là thị trường làm impulse correction và impulse sóng chủ động này nó rất là mạnh mẽ. Còn cái sóng này là sóng hồi thì nó thường nó phải yếu yếu ớt, nó không đẩy thị trường đi đâu cả. Nhưng một khi thị trường đã bắt đầu di chuyển rồi thì nó nên là di chuyển nhanh và mạnh. Vậy nếu rằng chúng ta cho rằng đây là impulse, đây là correction và thị trường sẽ tiếp tục di chuyển chẳng hạn như thế này đi, vậy thì từ đây thị trường phải di chuyển rồi chứ sao lại di chuyển khá là chậm như thế này.
Mình không thích cách di chuyển như thế này. Thật sự là mình không thích cách di chuyển như thế này. Mình đang có một lệnh ở đây, một lệnh ở đây. Subplot của mình đang trên này. Và sau khi kết thúc video này thì mình sẽ có thể là mình cắt lỗ non. Mình chốt hai cái tại đây luôn. Mình chấp nhận lỗ tại đây. Rồi mình sẽ quan sát thêm thị trường xem như thế nào. Hiện tại là khó quá, chưa biết như thế nào đó. Cái việc khó này nó đến từ cái việc là chúng ta thiếu thông tin. Các bạn biết thiếu thông tin là sao không? Bây giờ mình vẽ thử cho các bạn xem nha. Tại vì khi chúng ta nghĩ rằng đây là vùng hồi, chúng ta trace xuống. Đây là cái đánh cược của chúng ta về việc gọi. Đây là vùng hồi và đây sẽ là đỉnh của vùng hồi. Đây chính là cái cược của chúng ta, có cơ sở để cược việc này. Vậy khi chúng ta cược mà nó không đúng thì cái cấu trúc nào đang xảy ra? Thì đến thời điểm hiện tại có rất nhiều cấu trúc mà có thể vẽ được. Có thể vẽ được, nó có thể hình thành. Chẳng hạn như là chúng ta vẫn đang trong một xu hướng tăng như thế này. Rồi nó mới sập xuống. Điều này sẽ khiến cho mình lỗ, không thành vấn đề. Vì sao? Vì cái đây là một này. 1, 2, 3. Mình cho rằng đây là key level để mình sell xuống. Nhưng hóa ra lại không phải. Mà trong đó nó tồn tại một cái cấu trúc nào mà chẳng hạn như mình vẽ được là cả này là một cái expanding flat chẳng hạn. Nhưng trong quá trình phát triển thì nó làm cho mình nhầm lẫn. Và hiểu được cái điều nhầm lẫn này thì chúng ta mới gọi đây là xác suất. Hiểu được cái điều nhầm lẫn này chúng ta mới gọi đây là xác suất. Chúng ta có cái bộ nguyên tắc chúng ta sử dụng hết rồi. Chúng ta sẽ quản lý rủi ro rồi. Chúng ta vào đúng cái công thức rồi. Chúng ta sẽ dự trù một vài trường hợp khoảng 5 đến 10%. Nó có một vài mô hình là lạ. Và mình sẽ quán triệt là thay vì mình đi đổi toàn bộ cái bộ nguyên tắc của mình chỉ để tránh hoặc là để trade một vài trường hợp đây là expanding flat thật thì mình lại không tư duy như vậy. Mình lại cho rằng chúng ta nên đưa mọi thứ về simple flat thì câu chuyện nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Trong đó 5 đến 10% xác suất thua còn lại nó đến từ việc là thị trường phát hệ triển một cái mô hình mà chúng ta không lường trước được. Mình nghĩ là không nên lường trước thì đúng hơn. Và trong trường hợp đó mình chấp nhận lỗ. Mình chấp nhận lỗ. Mình hy sinh 5 đến 10% tỷ lệ thắng của mình để mình đổi lấy là một cái bộ nguyên tắc nó rất là logic và dễ sử dụng từ đầu đến đuôi. Đó là cái quan điểm của mình nha. Ok, vàng xong rồi. Mấy con gà cạc này thì sell được nhưng mà đang kiếm vùng hồi này. Vùng hồi thì chúng ta sell được nha. Gà cạc này. Gà chip thì chưa. Euro Aussie thì sell được nếu key level này bị phá vỡ. Nếu key level này bị phá vỡ thì mới sell được nha. Mình đánh dấu đây sẵn này. Euro New Zealand. Euro New Zealand thì chúng ta đã phá đỉnh rồi. Key level chính của thị trường nằm đây. Key level ở khung thời gian thấp nằm ở đây. Hai key level này đều xài được. Chúng ta quay về bài toán tương tự như Aussie. ABC lớn có ABC nhỏ lồng vào. Chưa đủ nguyên tắc để label. Euro New Zealand cũng y xì như vậy. Chúng ta có ABC lớn. Chúng ta có ABC nhỏ. Hai cái ABC lồng vào nhau. Và đây sẽ là một cái lệnh để chúng ta tiếp tục sell xuống. Tỷ lệ thắng là khác nhau nha. Tỷ lệ thắng bên dưới thấp hơn. Ở quên cao hơn. Bên trên thấp hơn. Hôm trước thì chúng ta đang có một cái trade thành công ở đâu nhỉ? New Zealand Cat thì đây ABC thị trường chạy rồi đúng không? Được cạc thì vậy. Được cạc thì mình lại không nghĩ rằng đây là ABC quá đơn giản như vậy mà thị trường chạy ngay. Thường là ABC, thị trường thích làm những cái ABC phức tạp như thế này. Rồi nó mới di chuyển. Để coi còn cặp nào để review cho các bạn nha. Aussie Cat này thật sự là một lệnh sell rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà tiếc là thị trường không đủ, không hồi sâu đủ để chúng ta vào lệnh. Nhưng mà cái nguyên tắc này vẫn, cái trade này vẫn chưa có hết hiệu lực nha. Chúng ta vẫn tìm sell được. Ngắn hạn scalping gì sell cũng được hết. Còn đặc biệt là mình luôn thích trung hạn nên mình đang chờ một lệnh hồi như thế này. Mình sell tiếp. Ok, đây là những cái lệnh chính trong tuần rồi. Bitcoin.
Bitcoin thì không có sự khác biệt so với lại cái nhận định thị trường ngày hôm qua. Chỉ là thị trường đang di chuyển xuống và xuống một cách chậm chạp. Nó gợi ý cho chúng ta rằng thị trường sẽ phát triển, có thể phát triển lên một cái cấu trúc nó hơi khác biệt một xíu. Các bạn xem trong chuỗi video tầm 3 ngày gần nhất, từ Daily Outlook tới Weekly Outlook, mình luôn luôn mình nhìn nhận một cái điều là mình chưa tin rằng đây là vùng hồi. Vì nếu đây là vùng hồi thì thị trường sẽ di chuyển như thế này và mình không tin điều này. Và mình mà chỉ cho rằng đây là một mảnh của vùng hồi thôi. Vì vậy chúng ta sẽ thấy thị trường có cái hiện tượng là hôm nay, có thể là hôm nay hoặc trong 1-2 ngày nữa thị trường tăng trưởng, nhưng đừng vội mà nhảy vào nha. Nhảy vào xong rồi lại đánh dấu cái vùng này rồi lại bắt đầu tìm break out. Rồi lại thị trường bật lên cái, rồi lại thị trường engulfing phát hoặc là pin ban cái lại false break rồi lại đi chỉnh xuống. Đây là cái vùng mà các bạn rất dễ bị false break này. Vì các bạn trade chưa thuận theo cái cấu trúc thị trường, chưa thuận theo cái động lực thị trường. Động lực thị trường vẫn đang là hướng xuống, vẫn đang còn cấu trúc xuống. Các bạn chưa biết cái xu hướng tăng đã hình thành chưa? Nó mạnh chưa mà các bạn nhào và các bạn mua thì rất dễ bị false break ngay chỗ này. Đấy, vậy thì trừ phi là thị trường phá hẳn dưới đáy. Phá hẳn dưới đáy nha. Thì chúng ta còn suy nghĩ lại, chứ thị trường mà tăng trưởng như thế này thì mình sẽ chọn đứng ngoài thị trường và không làm gì cả. Dù cho thị trường tăng mạnh như thế này thì mình vẫn đứng ngoài nha. Vì nếu tăng mạnh như thế này thì mình thà là chờ phá key level hoặc là một vùng hồi rồi lúc đó mình mới vào lệnh. Chứ tại vùng này mình không bao giờ mình vào lệnh, đặc biệt là lệnh buy. Lệnh bán thì nhiều khi còn đánh thêm reaction, bắt vài cái engulfing thì còn 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 được miếng như đây. Đấy. Nếu mà nhìn sang trái thì các bạn nhìn đây, chính xác chúng ta đang có cái mảnh này, mảnh lên, di chuyển xuống một cách chậm chạp, di chuyển xuống một cách chậm chạp và chúng ta đang chính xác ở vùng này. Và khi thị trường tiến lên vùng này thì các bạn thấy kết quả rồi, false break thị trường di chuyển xuống, lên daily nhìn này nhé, thấy chưa, vùng này tiến lên, test lại cái, xuống đây, lên, nhào vào mua, dính cái pin 3. Sau đó engulfing thị trường đảo chiều luôn. Cẩn thận tại vùng này đối với lệnh mua, đừng mua vội tại vùng này. Chưa thấy lý do nào để mua tại vùng này cả. Cũng chưa thấy lý do nào để chúng ta sử dụng phương pháp breakout cả. Đối với cặp Bitcoin này, chúng ta nên mong chờ thị trường phá đáy thêm một lần nữa. Thì chúng ta đang cận kề với lại cái việc chúng ta gọi xem đây có phải là đáy của thị trường hay không. Nếu muốn bắt đáy thì có nhiều kỹ thuật lắm. Ok thôi thì tạm tạm thời là chúng ta sẽ xem danh sách tới đây thôi. Các bạn có câu hỏi nào thì đặt câu hỏi cho mình nha. Động lực mất đi Bitcoin, khung H2 vẫn giảm mạnh mà anh. Em nghĩ nó sẽ tiến tới vùng đáy. Thì mình đâu có bảo là nó dừng ở đây và nó di chuyển lên đâu. Nãy giờ mình không hề bảo là thị trường phải dừng ở đây và di chuyển lên. Mình chỉ nói rằng động lực thị trường có một cái dấu hiệu là nó đang giảm về động lực. Nó đang giảm về động lực. Vậy thì khi nó giảm, chúng ta muốn trade lên, buộc thị trường phải xác nhận lại thông qua việc là nó quay ngược lên, nó phá key level. Và khi phá cái key level thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tìm mua. Còn tại vị trí này mình chưa bao giờ hướng dẫn các bạn là khi thấy ABC, thấy động lực giảm và chúng ta sẽ bắt đầu mua ngay. Cũng tương tự như vậy, mình chưa bao giờ khẳng định cái việc là thị trường có ABC là thị trường sẽ tăng. Chứ bây giờ mình nói cái điều này nha. Mà mình nói là theo cấu trúc chúng ta sẽ có một cái tiềm năng thị trường tăng như thế này. Việc có hay không cái lần tăng này chúng ta phải dựa vào key level xem nó có xác nhận lại hay không. Đó là cái yếu tố đầu tiên nha. Yếu tố thứ nhì là bạn xem khung H2 và bạn thấy cái thị trường vẫn còn động lực. Đó. Đây là 3,5 rồi. Này. Đây là H2, các bạn nhìn về động lực này. Còn này. Rồi, trong trường hợp này chúng ta vẫn gọi tên nó là WSY nha, đúng cái nguyên tắc nha. Đáy sau thấp hơn đáy trước. Vậy thì bạn suy ra cái gì? Bạn suy ra thị trường sẽ hồi lại cắm xuống đúng không? Nếu bạn làm như thế này, ok, đồng ý.
Vẫn đúng nguyên tắc. Và bạn nghĩ rằng nó chạy xuống vùng đáy hả? Mình cũng đang mong nó chạy xuống vùng đáy đây. Mình chẳng hề mong nó lên lần nữa đâu. Vì khác biệt ở chỗ là nếu thị trường mà bật lên một lần nữa thì thị trường khi sập nó sẽ sập có khi tới mốc 34.000, 36.000. Nó sập tới vùng này luôn. Vì nó được hồi sâu mà. Người bán có thể là nhảy vào đây, đẩy xuống tiếp. Nhưng thị trường mà cứ bò 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 như thế này thì cái hiện tượng mà nó sẽ tạo ra là hiện tượng FOMO. FOMO, thị trường có cái thị trường cần phải giải tỏa cái sức mua ở đây. Và nếu thị trường có di chuyển tiếp, các bạn nghe nha, nếu thị trường có muốn di chuyển xuống đáy tiếp, buộc nó cũng phải spike lên một cái, sau đó nó lại bắt đầu cắm xuống. Cái này các bạn tin không? Các bạn tin không? Lấy ví dụ cho coi thử nha. Rất nhiều rồi chứ không phải mới đâu. Những cái đoạn mà thị trường mà cứ cắm xuống dưới đáy. Này, thị trường, các bạn thấy thị trường di chuyển xuống. Rồi, thị trường có di chuyển xuống không? Có, đây là quá khứ mà. Thị trường di chuyển xuống, sau đó thị trường hồi lại và thị trường di chuyển xuống lần nữa. Điều này khá là dễ hiểu. Nhưng tại sao ở đây nó không xuống dưới này luôn đi? Tại sao ở đây nó không tiếp tục di chuyển luôn? Các bạn sẽ thấy được là hiện tượng là divergence nó xoắn vào nhau này. Ở H1 thì chưa thấy rõ lắm. Chúng ta lên H4 thử xem. H2 là rõ nhất. Ủa, H2 chưa? Đây, cho các bạn xem. Nhìn nhá. Thị trường nó bắt đầu là tạo đáy. Nó xoắn vào nhau, xoắn vào nhau, xoắn vào nhau. Nó liên tục tạo đáy nhưng chẳng di chuyển đi đâu cả. Thì nếu nó muốn di chuyển tiếp, buộc nó phải spike lên cái. Nó bật ngược lên cái, sau đó nó lại cắm xuống. Đây, hiện tượng divergence này, xoắn vào nhau này. Đấy. Nhìn tiếp nha. Rất nhiều cái điều tương tự như vậy. Để coi ví dụ nào cụ thể cho các bạn dễ nhìn. Ở đây nha, xem thử ở đây. Không biết là giá có quay tới không. Tại hai loại thị trường này, khi các bạn thấy đây nè, đây cũng có nữa, những cái loại này mình trải nghiệm qua hết rồi. Đấy. Khi thị trường nhìn ở dưới H1, nó sẽ là phá đáy nhưng không di chuyển xa, phá đáy, liên tục phá đáy. Cái việc mà hồi ngắn, hồi không đủ sâu mà lại liên tục phá đáy là một tín hiệu xấu cho người bán. Và thị trường nếu muốn di chuyển xuống tiếp, nó phải bật ngược lên đã. Đây, cái đoạn này các bạn sẽ thấy một cái spike bật ngược lên ngay chỗ này. Đấy, tương tự như vậy tại chỗ này đều có hết. Khi di chuyển như thế này thì nó sẽ spike bật ngược lên, nó giải tỏa cái lực mua cho đó. Sau đó nó sẽ bán xuống tiếp. Chưa kể đến trường hợp là đây cũng chính là một trong những dấu hiệu báo hiệu thị trường sẽ kết thúc cái chuỗi giảm giá của nó. Hai góc nhìn, hai kết quả trả về khác nhau, hai target khác nhau. Cái góc hai cái loại này đều báo hiệu cái gì? Báo hiệu rằng xu hướng xuống đang có vấn đề. Cái loại đầu tiên là loại thị trường sẽ xuống, bật lên sau đó cắm xuống. Loại thứ nhì mà bạn đang thấy đó chính là loại thị trường xuống sau đó bật ngược lên và tạo một cái cấu trúc tăng mới luôn. Đây là hai loại. Thì cái chỗ mà nó có sự giao thoa về cái mặt mà chúng ta nhận biết được đặc điểm đó chính là chỗ này. Đấy, hai chỗ mà mình khoanh này. Tức là thị trường sau khi phá đáy chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp là một điều xấu cho người bán. Khi các bạn thấy loại thị trường này thì không nên giao dịch. Các bạn nhìn kỹ là không phải là thị trường sao quay ngang nha, mà thị trường liên tục tạo đáy chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp như này. Đấy. Thì đây chúng ta đều có. Thì nếu gặp loại thị trường này, ít nhất thị trường cũng sẽ spike ngược lên, giải tỏa lực mua sau đó sẽ cắm xuống. Và loại thứ hai là nó dùng để làm tín hiệu báo hiệu cho thị trường sắp kết thúc xu hướng xuống. Tùy vào cái xu hướng xuống này là ngắn hạn hay dài hạn. Nha. Đấy, toàn bộ các bạn thấy nè. Ở đây là báo hiệu cho cái chuỗi cuối cùng của một xu hướng xuống này. Ở đây cũng là một xu hướng xuống cuối cùng này, trước khi xu hướng tăng hình thành. Đấy, đây là xu hướng tăng. Thấy chưa? Còn ở đây chúng ta có một cái chuỗi nó xoắn vào nhau thì thị trường phải bật ngược lên, nó giải tỏa cái lực mua sau đó nó sẽ cắm xuống.
Rất nhiều ví dụ về việc này nha. Mình mà lấy thêm ví dụ nữa thì chắc lạc đề luôn ấy. Vì vậy khi chúng ta thấy cái Bitcoin nó di chuyển xuống thì mình rất thích cái kiểu này. Mình rất thích cái kiểu này luôn. Mình rất thích cái kiểu là thị trường thay vì cắm thẳng xuống, làm ơn đừng có cắm thẳng xuống như thế này. Vì cắm thẳng xuống chứng tỏ là thị trường còn lực bán. Còn khi mà thị trường cứ di chuyển lên, cắm xuống, di chuyển lên, cắm xuống, di chuyển lên, cắm xuống. Đấy. Thử hỏi các bạn mà giao dịch chứng khoán bao nhiêu lần các bạn thấy thị trường lên, hồi lại, sau đó các bạn mua. Hoặc là bạn mua xong bạn lỗ nhẹ, cái ngày mai lại lãi. Sau đó bạn mua xong, bạn thấy là hôm nay lại lỗ, rồi ngày mai lại lãi tiếp, thế là lãi nhẹ nhẹ. Lãi nhẹ nhẹ, rồi tiếp tục lãi nhẹ nhẹ. Sau đó kết thúc một cái chu trình bằng cách là cắm xuống, rồi bắt đầu thị trường phục hồi hoàn toàn luôn. Bao nhiêu lần bạn thấy cái điều này rồi? Bao nhiêu lần rồi? Bảo đảm bây giờ các bạn sẽ mở biểu đồ chứng khoán lên, các bạn nhìn điều này nó không hề hiếm. Không hề hiếm. Mở VN Index luôn cho nó ngầu này. Nếu mà thị trường cứ nó di chuyển thì nó phải tạo động lực. Còn nếu nó không tạo động lực mà nó cứ liên tục xoắn vào nhau, đoạn cuối xoắn vào nhau này. Có động lực giá giảm này, còn đây là động lực giá tăng nha. Khác nhau nha, động lực giá giảm này. Và trong cái đỉnh nhỏ này các bạn thấy là nó có như này nè. Thấy không? Đây đây nè. Đấy cái đoạn mà mình khoanh tròn á. Đấy. Thì bên dưới khung thời gian H1, M15 gì đấy. Nó cũng sẽ có hiện tượng tương tự. Thì khi xoắn như vậy thị trường sẽ sập xuống cái và bắt đầu nó hồi lại hết. Qua thử chỉ số nha. Bấm đại nha. Một cái chỉ số nào. Bấm đại một cái chỉ số và đây H1 chuyển lên H4 đi. Đây là H4 nha. Mình chưa nói đến thị trường giá giảm nha, mình đang kiếm một cái SP500 500 mình nhớ nhiều lắm. Rất nhiều ví dụ bên cặp này. Đây, mình trade từ những cái đoạn này rồi, những cái ngày này mình đã trade rồi. Rồi. Khi thị trường xoắn vào nhau. Thị trường có tăng trưởng tiếp không? Có, nếu bạn mua ở đây thị trường sập xuống thì bạn vẫn gỡ lại được cái lệnh. Bạn vẫn lãi một chút và không hề phủ nhận cái việc là thị trường vẫn còn động lực để mà nó tiếp tục tăng, chứng tỏ là thị trường tăng ở đây nè, đúng chưa? Nhưng tại sao đoạn này lại là có divergence và nó sập xuống một cái, nó phải giải tỏa lực bán ở đây, sau đó lực mua mới nhảy vào được. Hiện tượng này rất rất nhiều đấy. Vậy thì quay lại câu chuyện Bitcoin, mình rất thích cái kiểu di chuyển của Bitcoin như thế này. Mình còn cầu cho nó cứ xuống như thế này. Mình cho nó, mình nói trong bụng mình nói vui, tao cho mày khoảng là 5 ngày nữa, 5 ngày nữa mày mày sẽ phá cái đáy này trong vòng 5 ngày nữa nha. Chứ còn mà trong 1 đến 2 ngày mà mày phá cái đáy này coi như là mày không hoàn thành KPI, tao cho mày cái KPI là trong vòng 5 ngày phải phá đáy này. Phá cực kỳ chậm rãi. Quay xuống đây phá và tốt nhất phá xong dừng lại ngay chỗ điểm này. Thì lúc này mình sẽ có thể là mình sẽ giải ngân một lượng vốn kha khá để mình vào con này. Và mình không sợ là gồng lỗ 1 năm, 2 năm, 3 năm đối với cặp này. Đấy, mình hay nói vui như vậy, vừa phân tích vừa chửi nó. Nhiều khi chửi nó thì cũng nói về mặt tâm linh. Nói đùa thì cũng không hay lắm. Em lấy cặp Chief Yen. Có mắc đi giảm. Đâu, mắc đi giảm đâu. À, giảm mà không để hát máy sao mình biết là hát máy đây, và chạm cho la dưới thì em nghĩ là vào lệnh buy đẹp hơn cái cặp gen. À, không nha bạn, mình chưa bao giờ hướng dẫn các nguyên tắc là khi thị trường quay về trendline thì chúng ta sẽ có một lệnh buy đẹp hơn những cái lệnh buy khác, mình chưa bao giờ hướng dẫn điều đó. À, mình cũng chưa bao giờ hướng dẫn là khi chúng ta có mắc đi giảm thì chúng ta vào lệnh sẽ đẹp hơn những cái lệnh khác. Hai điều bạn nói là hoàn toàn không đúng nhé. Không biết là bạn xem được ở video nào hoặc là bạn hiểu nhầm. Thì mình không hề khẳng định điều này. Giờ em cũng mong xuống dưới để bắt đây.
Cái HCM này cũng đúng nè các bạn. Thì nói đến cái ngôn ngữ gọi là hơi cao siêu một xíu thì các bạn sẽ thấy là thị trường có cái động lực nó xoắn vào nhau và nó chậm chạp như thế này. Nhưng mà để diễn tả cả một cái quy trình mà mình vừa nói thì nói nó rất là dài dòng, mà chúng ta đã có một cái bộ nguyên tắc để chúng ta sử dụng rồi. Sử dụng rồi nhớ không? Đó chính là khi thấy ABC thì thị trường thường là đảo chiều. Nhớ câu đó không? Cái câu đó cũng là một cái câu bao quát cho cái hiện tượng là thị trường sẽ bắt đầu là sập xuống cái rồi nó mới di chuyển lên. Mình chưa biết là đặt tên cái này là cái gì luôn. Trong các khóa học thì mình có hướng dẫn cho các bạn về hiện tượng này. Mình mới gọi cái hiện tượng này là dying divergence. Mình đặt tên cho cái này là dying divergence. Tức là động lực đang giống như kiểu là nó chết yểu đi á. Đấy, nhưng không có nghĩa là thị trường đảo chiều nha. Các bạn đừng có suy lung tung nha. Đấy. Và cái hệ quả nó sẽ tương ứng. Cặp này ừ đúng rồi, đang sập. Ok, có bạn hỏi là ok, trong Bitcoin này chúng ta thấy ABC rồi. Thì chúng ta có nên lo sợ hay là chúng ta nên suy nghĩ nó như thế nào đây? Vậy thì điều đầu tiên các bạn học từ những cái bài căn bản của MACD, mỗi lần thấy ABC chúng ta làm điều gì? Thì các bạn sẽ biết được cái kết quả của nó, đúng không? Mỗi lần thấy ABC mình định nghĩa rất là rõ ràng nha. Thị trường thường nếu thị trường làm ABC thì thông thường nó sẽ đảo chiều, chứ không phải thị trường đảo chiều vì ABC. Đó là cái điều đầu tiên. Điều thứ nhì á là khi thị trường có ABC thì cái vế đảo chiều mà mình vừa nhắc đến á, nó phải liên quan đến cái đoạn là đảo chiều để làm gì. Một là thị trường đảo chiều hoàn toàn, hay là thị trường chỉ đang đảo chiều, cái chiều hiện tại là chiều giá tăng, thì nó sẽ đảo chiều tức là thành chiều giá giảm, mà giá giảm này chỉ là giảm như một vùng hồi thôi. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có hai trường hợp đó. Và trong đó nếu đã là ABC thì tỷ lệ cao là thị trường sẽ đảo chiều hoàn toàn. Và trong cái tỷ lệ cao sẽ đảo chiều hoàn toàn đó, chúng ta sẽ chưa xác nhận được cho đến khi key level bị phá vỡ. Vậy trong hiện tại chúng ta đang thấy thị trường đang làm ABC rồi, có động lực giá giảm rồi, thì chúng ta sẽ kết luận rằng ok, thị trường có thể sẽ đảo chiều. Đó là điều đầu tiên. Sau khi chúng ta kết hợp với lại phân tích khung thời gian cao thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đang trong một cái giai đoạn là WXY và trong đó có ABC. Vậy thì chúng ta kết hợp hai dữ kiện này lại, chúng ta sẽ hiểu rằng cái thị trường Bitcoin này nó đã tăng trưởng quá nóng rồi, buộc nó phải hồi lại. Nó phải hồi lại để nó tiếp tục tăng trưởng tiếp. Đây là điều mà chúng ta suy ra được đến từ hai cái dữ kiện đó. Đúng chưa? Rồi, chúng ta đi giải quyết bài toán cuối cùng là nó bắt đầu hồi lại giống như chúng ta vẽ chưa? Là chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Vậy nếu nó chưa hồi lại giống như chúng ta vẽ thì điều gì đang xảy ra? Và nếu nó xảy ra, nó sẽ xảy ra như thế nào? Cái việc đầu tiên đó chính là thứ nhất, chúng ta chưa phát triển xong cái why này. Đây là cái giả định đầu tiên. Cái giả định đầu tiên nha, chúng ta chưa phát triển xong cái why này. Vì sao? Vì ABC chỉ có hiệu lực và hiệu lực tốt nhất khi key level này bị phá vỡ. Và điều này chưa bị phá vỡ, nên tỷ lệ đây vẫn là running flat. Một trường hợp. Trường hợp này chưa được nhắc đến bất kỳ đâu cả. Vì tỷ lệ thắng nó thấp, chưa vội để mà nêu nó lên thành một cái hệ quan điểm không đáng để mà nêu. Nhưng các bạn biết đây là một trường hợp thị trường sẽ tăng trưởng thẳng đấy. Còn trường hợp thứ hai nữa là chúng ta chỉ đang bắt đầu trong một cái quá trình hồi lớn và đây sẽ là mảnh đầu tiên của vùng hồi. Vậy thì thị trường sẽ bật lên nhưng chưa hẳn là lên hẳn, mà chỉ là bật lên vì nó là một mảnh ghép của vùng hồi thôi, và thị trường sẽ bắt đầu sập xuống tiếp. Và thị trường này sẽ xuất hiện khi chúng ta thấy cái lần lên này, thay vì lên mạnh mẽ như thế này, nó lại bắt đầu bò lên. Thì chúng ta sẽ biết ngay, chúng ta đang trong một cái mảnh ghép của cả một vùng hồi lớn rồi. Thì đó chính là lúc mà chúng ta xả hàng.
Đúng chưa? Hai trường hợp rồi nha. Rồi trường hợp thứ ba là gì? Trường hợp thứ ba là chúng ta chưa phát triển xong cái why. Chưa phát triển xong số why so với trường hợp thứ nhất. Chưa phát triển xong why thì đây là một cái vùng hồi ở giữa. 1, 2, 3. Đây là trường hợp thứ nhất nha. Hồi nãy chúng ta nói rồi. Còn trường hợp thứ ba nó vẫn là chưa phát triển xong why. Nhưng mà chúng ta lại có là 1, 2. Và đây là mảnh thứ ba. Trong mảnh thứ ba chúng ta có 1, 2, 3. Tức là Bitcoin sẽ tăng trưởng nữa. Nhưng mà chỉ phá đỉnh được một lần cuối nữa thôi. Và đây mới là điểm mà xuất phát cho cả một mùa đông Bitcoin. Đấy, chúng ta có tới 3 trường hợp. Nhưng để biết được đâu là trường hợp đang xảy ra thì chúng ta không phân định được đến thời điểm hiện tại. Vì vậy giả định vẫn là giả định. Chúng ta phải quan sát. Phải quan sát điều nào? Thì khi chúng ta sử dụng cái Elliott, chúng ta lại rất là cứng nhắc trong các nguyên tắc là Elliott định nghĩa cái nguyên tắc này, định nghĩa nguyên tắc kia, có hình dạng này, hình dạng kia thì thị trường phải như vậy. Mà chúng ta quên mất một điều là trong quá trình phát triển của những bộ nguyên tắc Elliott thì cái sự trùng lập với nhau ở những đặc điểm là rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta vừa thấy là đây sẽ là mảnh đầu tiên của vùng hồi. Vậy thì đây là hình ảnh của vùng hồi đúng chưa? Vậy nếu thị trường phát triển ở đây được không? Được. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, đây vẫn là running flat được không? Được. Đúng chưa? Và nếu nhìn ở một góc độ khác nữa, để lấy cái màu hết màu để vẽ luôn rồi. Màu cam đi. Thì đây vẫn là một cái running flat này. Cắm xuống rồi lên. Toàn bộ cái này là một cái running flat này. Đấy. Trong đó vùng hồi ở giữa nó tới 3 mảnh lận. Đấy. Vậy thì rất nhiều cách để thị trường di chuyển. Nhưng mà nó đang phát triển được nửa vời như thế này. Nó khiến các mô hình nó cứ chồng chéo lên nhau. Và tỷ lệ xuất hiện mô hình nào, nó vẫn là một ẩn số. Vậy thì khi chúng ta biết được cái nguyên tắc này, các bạn nhìn thấy ba màu mà mình vẽ đi, nó đều tự chung nhau tại một điểm nào. Nó đều tự chung nhau tại một điểm nào. Và điểm đó chính là cái lý do mà chúng ta sẽ sử dụng tốt các nguyên tắc về Elliott. Đối với mô hình màu xanh dương thì có phải thị trường phải hồi, sau đó thị trường mới cắm xuống không? Thị trường phải hồi. Đối với thị trường màu cam là thị trường phải phá đỉnh một lần nữa. Vậy thì thay vì hồi thì thị trường sẽ phá đỉnh. Đối với thị trường màu hồng thì thị trường sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thẳng luôn, thì nó vẫn tăng. Dù cho kế hoạch nào xảy ra thì thị trường phải tăng. Vậy thì tại sao chúng ta phải đi phân biệt đâu sẽ là mô hình hiện tại của thị trường, trong khi chúng ta không 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 tập trung vào cái việc là thôi thì cứ mua đi, thôi thì cứ mua đi xem nó tăng trưởng như thế nào. Đối với màu xanh dương thì chúng ta biết rồi, tạo nên ABC, tạo nên ABC thì màu xanh dương sẽ báo hiệu rằng động lực hết, xả hàng đi các bạn ơi, có thể là tôi sập xuống cái nữa. Đó chính là cách mà cái màu xanh dương nó giao tiếp với chúng ta. Còn cái cách màu hồng mà nó giao tiếp với chúng ta thì hãy nhìn đây, đây là cái cách mà màu hồng sẽ giao tiếp cho chúng ta. Vậy còn cách màu màu cam để cách màu màu cam mà thị trường giao tiếp với chúng ta là gì? Đó chính là cách này. Thị trường có tăng trưởng mạnh nhưng tồn tại năm sóng, tồn tại ABC đầy đủ hết. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được là thị trường màu cam tồn tại. À, thấy chưa? Vậy thì đâu cần phải đoán mò đâu. Cứ chờ thị trường giao tiếp với chúng ta điều gì thì chúng ta sử dụng những cái điều đó. Rồi, còn việc thị trường có tồn tại một lần tăng trưởng hay không thì các bạn phải xem thị trường nó phá đáy như thế nào. Nó phá đáy như thế nào thì chúng ta mới biết được là thị trường đang vào mùa đông Bitcoin mẹ rồi hay là chúng ta sẽ bắt đầu hồi lên. Thì giai đoạn này chúng ta sẽ biết được thị trường di chuyển như thế nào. Đấy. On in theo sếp. Ôi thôi nha, đừng on in nha. Ok rồi, mọi người còn câu hỏi nào không? Mình đang rất thích cái cách Bitcoin phá đáy này. 5 ngày nữa nha. Vui lòng phá đáy trong vòng 5 ngày nha. 4 ngày cũng được. Đấy, vui lòng phá đáy trong vòng 4 ngày. ETH thì nó có vẻ như nó đang tăng về động lực một xíu, nó không chậm như Bitcoin. Binance cũng tương tự như vậy. Đó thì lại khác, đó thì cũng chậm như Bitcoin này.
Nên mình cũng đang mong Dot nó phá đáy, nhưng mà vui lòng phá đáy trong vòng 3 đến 4 ngày nữa. Đừng có phá ngay. Hôm nay xe quay đi, xe quay cho vui đi. Đấy, xe quay cho vui đã đời đi. Rồi xuống phá cái đấy nữa. Đấy, vui lòng phá theo hình dạng này là tốt nhất. Và khi phá đấy thì loanh quanh chắc cũng phải là tầm 21 là thị trường sẽ bật lên. Ok, vậy thì Daily Outlook của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục kỳ sau các bạn nhé.